Nhớ các bạn là thay một cái bóng đèn máy chiếu rất cơ bản thôi, mà tôi thực hành trên máy chiếu Panasonic và cũng có thể áp dụng tương tự trên các cái dòng máy chiếu khác như là Benquist hoặc là Optoma. Thì thông thường đối với các cái dòng máy chiếu công nghệ DLP thì cái bóng đèn được thường nằm phía trên. Để xác định cái vị trí nó bóng đèn thì chúng ta thấy có một cái tem, thì chúng ta tháo cái con ốc này, cái vị trí của tem này ra và chúng ta kéo nhẹ cái nắp nó sang một bên và chúng ta mở lên. Thì phía bên trong các bạn thấy là cái bóng đèn máy bao giờ cũng có một cái vỏ bảo vệ, vỏ bên ngoài, thì chúng ta tháo tiếp một con ốc nữa. Sau đó chúng ta dùng tay chúng ta nhấc nhẹ cái bóng đèn ra. Mà các bạn lưu ý là một cái bóng đèn máy chiếu thì thường có hai thành phần. Thành phần thứ nhất đó là cái vỏ, hay chúng ta hay gọi là cái cover, và cái thứ hai là cái bóng. Cái bóng thì nó thường thường nó nằm phía bên trong, chúng ta hay nhầm lẫn với cái bóng đèn là bao giờ nó cũng có cái vỏ. Thì chúng ta phải biết được phân biệt đâu là vỏ bóng và đâu là cái thuộc bóng. Thì như tôi đã vừa tháo ra là các bạn có thể thấy một cái bóng đèn hoàn chỉnh. Nó có một cái dây nguồn nó kết nối với cái bo banát của máy chiếu. Và như vậy là chúng ta đã thực hiện được xong một bước là chúng ta tháo hẳn cái bóng đèn ra rồi. Và tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn thay cái bóng đèn. Rồi vậy ạ.